Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một video về cách làm sữa đặc có đường siêu dễ nhé và rất chi là tốt cho chúng ta có thể làm sữa đặc có đường này tại nhà. Các bạn cần chuẩn bị cho mình 500ml sữa tươi có đường ạ. Sữa tươi có đường thì các bạn mua thì rất chi là đơn giản rồi, với 250g đường nhé. Cứ tỷ lệ là hai phần sữa tươi thì các bạn sẽ cho mình một phần đường. Các bạn dùng đường cắt trắng ấy, thì sữa của chúng ta nó sẽ có màu hơi đục đục ạ. Còn nếu mà mình dùng đường cắt nó lâu lâu ấy thì màu nó sẽ sậm hơn nhé. Nên là mình có thể dùng đường cắt trắng này thì đẹp hơn hoặc là lâu đều được hết các bạn nhé. Trước tiên thì mình sẽ cho cái phần sữa này và đường này vào một nồi để mình nấu lên nhé. Đây, các bạn chuẩn bị cho mình một cái xong này và mình sẽ cho cái phần sữa tươi này xuống vào nhé. Và đường nữa các bạn cũng cho vào cho mình. Mình sẽ quấy tan cái phần sữa và đường này đi các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ cho lên bếp để mình nấu ạ. Mình sẽ cho lên bếp mình đun mới đầu với lửa sôi, sau đó thì mình sẽ giảm lửa nhé để cho cái sữa này nó không bị bén nồi và không bị cháy ạ. Và để cho nó khi nào nó đặc thành sệt lại như là sữa ông thọ ấy, gọi là sữa đặc ấy, thì chúng ta sẽ tắt bếp và mình có thể có sữa để dùng ạ. Và có thể ăn bánh mì hoặc là mình có thể làm với những loại bánh cần đến sữa đều được hết ạ. Đây là chúng ta có thể làm sữa tại nhà luôn. Khi phần đường đã tan gần như là hết rồi đấy, mình sẽ cho lên bếp để mình nấu các bạn nhé. Cần nước đường này lên. Đây ạ, mình sẽ cho lên bếp nhé để mình nấu cái phần này. Mới đầu các bạn sẽ đun với lửa khá to cho mình để cho cái phần nước sữa đường này nó sôi lên. Sau đó thì mình sẽ giảm lửa nhé. Đây các bạn, bây giờ nó đang sôi lăn tăn rồi đấy, các bạn để ý cho mình nhé. Sau đó thì mình sẽ giảm bớt lửa, không có là nó sẽ cháy nhá và nó trào ấy. Đây, khi phần sữa sôi nhé thì các bạn giảm bớt lửa đi cho mình ạ. Mình đun với lửa nhỏ này, niêu riu này nhé, để cho nó chín kia, đến lúc nó cô lại cái phần sữa là được ạ. Thỉnh thoảng các bạn dùng đũa các bạn đảo đều cho mình nhé, để cho nó tránh bị cháy ạ. Các bạn, khi mình đã đun được một lúc rồi đấy ạ, nó đã gần sánh gần được rồi đấy nhá. Mình đun thêm một lúc nữa đi ạ, cho khi cái phần sữa này nó khô đặc lại. Mình đã đặc hơn rất nhiều rồi đấy. Các bạn sữa như thế này là đã gần được đấy ạ, đang sánh rồi đấy. Mình cứ đun nhỏ lửa một chút nhé, chút nữa là nó sẽ sánh đặc lại thôi ạ. Đây, phần sữa của mình nó đã sánh đặc rồi đấy các bạn ạ.
Rồi bây giờ mình sẽ tắt bếp mình để nguội các bạn nhé, là mình sẽ được mình tắt bếp để nguội đi là mình sẽ được cái phần sữa đặc đấy các bạn ạ. Mình để nguội một chút sau đó thì mình sẽ cho ra bát nhé. Đây các bạn, khi phần sữa mình đã để nguội nhé, đây ạ, rất chi là sánh rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra nhé bát ạ. Các bạn thấy là nó rất chi là sánh như thế này nhé. Thì các bạn, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách làm sữa đặc nhé, rất chi là sánh như thế này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Đây là sữa đặc có đường các bạn ạ. Các bạn thích hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé, để xem những video mới nhất của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.